Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Cuối tuần lễ này là tuần lễ Memorial Day của nước Mỹ. Người Mỹ được nghỉ lễ Memorial Day, nghỉ luôn cả ngày thứ hai. Họ gọi đây là một ngày long weekend. Nhân cơ hội này tôi xin kính chúc tất cả những ai ở Mỹ một tuần lễ Memorial đây thật tốt đẹp, vui vẻ, khỏe mạnh bên gia đình và người thân. Và cũng vì là tuần lễ Memorial Weekend nên tôi cũng đi xa thưa quý vị. Tôi sẽ bay đi xa xuống dưới gần Nam Mỹ cả ngày trời. Sau khi tôi làm chương trình này thì tôi sách cập ra phi trường bay cũng gần một ngày trời xuống một đảo nó gọi là đảo Aruba Ruba rủ bà chứ không phải rủ ông rủ bà Ruba vì thưa quý vị quý vị cũng đã biết Aruba cùng với những đảo như là đảo cura Kura, Kura đó Kura đã Kura và đảo mắc tiền là đảo Mặt Tinh Mặt Tinh đảo mắc tiền ba cái đảo này ở phía của gần nam Mỹ nó thuộc về vương quốc Hòa Lan thưa quý vị. Những đảo này là những đảo tự trị nhưng lại thuộc về vương quốc Hòa Lan. À. Khi tôi xuống với uh, Aruba xong á, tôi sẽ làm một số chương trình và cũng sẽ cho quý vị xem những cảnh ở tại Aruba, nhất là thành phố lớn của họ và là thủ đô là thành phố Orange Start, tức là thành phố cam. Start là thành phố, Orange là cam. À, thưa quý vị, thì tôi cũng xin kính báo đến quý vị là sau khi làm chương trình này xong, tôi sách cặp ra phi trường và tôi bay xuống dưới rũ bà chứ không có rũ ông Cạnh bên phía đảo Cura Cura Chao đó, thưa quý vị và vì là sức khỏe thôi quý vị, cho nên là tôi muốn làm một cái đề tài liên quan đến sức khỏe. Quý vị có biết rằng là hồi xưa hồi xưa đó từ các vị vua chúa cho đến những người mà giàu có là họ thích tìm cái gọi là thuốc trường sinh bất tử như là Tần Thủy Hoàng, vua nào cũng vậy hết là muốn là coi thử là mời các đạo sĩ làm sao chế ra tiên dược để cho mình trường sinh bất tử tận trong thâm tâm con người thưa quý vị ai cũng mong muốn mình được sống trường sinh hết bởi vậy cho nên các tôn giáo được ra đời là để đáp ứng với cái khát vọng của con người là muốn trường sinh bất tử à, các vua chúa thì họ nghĩ là họ có khả năng nhưng mà rồi ra cuối cùng ai cũng chết hết chứ làm sao mà sống được trường sinh bất tử nhưng đó là khát vọng của con người đó là những cái gì đã xảy ra trong quá khứ Thì bây giờ khoa học họ cũng nói rằng là chứ Nếu mà như vậy là nghiên cứu Thì con người sống được bao lâu Con người bây giờ nè Là sống được bao lâu Maximum là bao lâu Làm thế nào để biết con người sống được từng đó à, Thì thưa quý vị uh, Trên tờ The New York Post uh, Số ra ngày uh, 26 tháng 5 có nói về nghiên cứu về về vấn đề là tuổi thọ của con người á, cái con người cái physically này của mình nè. Mà nếu mà làm đủ thứ đủ trò đủ cách đi đó thì nó sống được bao lâu? Sống được maximum là bao lâu? Do một nhà khoa học là bà Hannah Fritzberg bà phân tích. À, thì trong cái bài phân tích này đó thì bà nói rằng là con người sống đó, nó nó có nhiều yếu tố cái yếu tố thứ nhất là yếu tố về tâm linh đã mình mà bị stress mình bị pressure đó mình trầm cảm đó, cái đó là dễ chết lắm thưa quý vị cái đó về trên cái đường dài đó nó bào mòn sức khỏe nó là căn nguyên của nhiều thứ bệnh tật cho nên là stress là cần phải dẹp nó ra một bên bằng mọi cách. Giống như tôi chuẩn bị đi xuống dưới Aruba đó, quên đi để không có cái stress. Vì stress nó tạo cho nhiều thứ bệnh, cao máu, cao mỡ là cũng do những cái sự lo âu đó mà ra. Rồi cộng tới là ngoài cái stress ra đó, nhiều người cứ bảo là tập thể dục là gì thưa quý vị. Trong cơ thể con người nó có những cái fiber tức là chất sợi, đủ thứ hết. Thì cơ thể con người nó tới một cái lúc nào đó nó giống như cái cây á nó phải ngưng, không? cho nên stress là loại bỏ nhưng mà kích thích cho cái fiber nó được nhiều, nó nhiều thì nó nó sống lâu hơn. Rồi điều độ thể dục thể thao vân vân, Cứ điều độ rượu bia thì cũng điều độ. Thực sự rượu thì nặng á thì không nên, không không nên có nhưng mà nó... Rượu nó cũng là tuần hoàn cơ thể thì cũng tốt à, Nhưng mà bảo rằng là là Bảo phải nói là chứ phải điều độ à, Làm sao ngoài cái không có stress nha Điều độ Ăn những cái chất fiber Giống như tôi thì chắc là không đủ rồi cứ <laughs> vị thấy cái mặt hú lên là biết rồi à, Cái tội ăn thịt nhiều không? Bớt ăn thịt là một phần thôi nhưng mà có nhiều người ta thích ăn thịt lắm thưa quý vị Họ không ăn thịt là họ chịu không được Có nhiều người họ ăn thịt chính thay cho uh, uh, Cho rau quả Thì bà nói rằng uh, là cộng lại hết á Nhiều thứ đó là bà nói, Có nhiều cái này cộng này cộng nọ đủ thứ đi Thì cuối cùng uh, Nhà khoa học này nói là chứ cái tuổi của con người chỉ thọ tối đa là 150 năm thôi. Tối đa 150 năm và nói là từ lúc mà 120 tuổi á, là cơ thể của con người nó nó giống như cái cây á, nó tự động nó tới cái đó nó nó bị đóng lại nó không thu nhập lại được cái gì nữa Dầu rằng là thí dụ như mình tìm bằng mọi cách mình làm cho nó trẻ trung đi nữa đó thì nó cũng tới đó tới 120 tuổi á, là nó bắt đầu nó không có cái khả năng tiếp thu nhiên liệu và nó giữ cái nhiên liệu đó nhiều khi nó trở thành độc cái metabolism của con người đó nó không có tiêu hóa được nữa. thì từ 120 tuổi mà cho nó nằm ở đó đó mà giỏi lắm mà tranh đấu phấn đấu nó đi nữa đó, thì giỏi lắm tới 150 tuổi thôi đó là tuổi thọ tối đa của con người bây giờ bà cũng đưa ra những cái trường hợp là có những người từng là 30 tuổi mà trong cái cơ thể đó là à đây nè, một nhà tỷ phú Ari Rastega 39 tuổi. Nói rằng là sau khi những cái vấn đề tập thể dục rồi tập yoga rồi ăn uống điều độ này nọ đó thì cái cơ thể của ông đó, nó có cái cái stem cell nó gần giống như năm tuổi à. Thì bà cũng nói là bà ghi nhận hết tất cả những cái đó Nhưng mà nó là vì 39 tuổi Thì cũng còn là trẻ Cho nên nó còn hấp thụ được Cái stem cell của mình nó giống như 5 tuổi Thì cũng đúng thôi Nhưng mà tới 120 tuổi nó không có hấp thụ nổi nữa Nên maximum tuổi thọ của con người Là 150 tuổi Để Sống tới 100 tuổi là mừng thế 80 tuổi là mừng thấy ông có nội rồi ông sống gấp đôi tới 100 tuổi 150 tuổi Quý vị thấy mà sống mà 75 tuổi là đã thấy là cụ rồi không Là mừng lắm rồi không Bây giờ đó là tới gấp đôi cái đó là 150 tuổi là maximum Đó là nhận định của một nhà khoa học của Mỹ Viết trên tờ New York Post Tôi xin lỗi Có lẽ là ngày 25 tháng 5 à nếu ai có muốn sống từng đó thì ráng giữ theo những cái quy định mà người ta đặt ra không có stress ăn uống điều độ tập thể dục đi đều ăn những cái đồ mà có chất fiber vân vân và vân vân cái đó nó đòi hỏi một cái ý chí rất cao chắc tôi không chịu nổi <laughs> tôi nói thiệt trước tôi chỉ cầu sống tới 70 tuổi 75 là mừng lắm rồi <laughs> một nửa cái trăm rưỡi đó thôi ok không, nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ với quý vị niềm khát khao trường sinh bất tử của con người là bao nhiêu năm nay rồi, nhưng không ai đạt được. Nhưng mà đây là những sự đánh giá cụ thể tôi xin chia sẻ đến quý vị. Và tôi đi Rú Bà, tôi hẹn gặp quý vị cái clip ở dưới đó. Nhưng mà trước khi tôi đi, thưa quý vị, tôi làm một số clip, tôi để sẵn vài ngày, tôi để sẵn vài ngày cho cái kênh gia đình và fan góc nhìn Hoàng Dương. Tôi sẽ không mang cái điện thoại đi, tôi đâu hình này và cũng không có mang cái laptop cho cái kênh gia đình và fan góc nhìn Hoàng Dương. Nên tôi sẽ làm sẵn một số clip những cái đề tài mà nó không có bất tính thời sự. Để gửi đến quý khán thính giả nên quý khán thính giả vẫn được theo dõi một số ngày trong kênh gia đình và fan góc nhìn Hoàng Dương. Sau cái clip này thì tôi sẽ làm một đề tài Tôi khèo sủ đá. À, tôi sẽ đào cái ao nhà sủ đá ra. Vì cái tội như là ủng hộ cho lão ấy 2.000 đồng để kiện tôi. À, tôi sẽ đào. Quý vị sẽ xem cái chương trình đó với tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.